Chào mừng các bạn đến với Brandwork Group Việt Nam Channel. Gỏi cuốn, món ăn Việt Nam từng được CNN bình chọn vào danh sách 50 món ăn ngon nhất thế giới năm 2011. Gỏi cuốn có xuất xứ từ miền Nam, các nguyên liệu bao gồm rau xà lách, húng quế, tía tô, tôm, rau thơm, thịt luộc, tất cả được cuộn trong vỏ bánh tráng. Kết hợp hài hòa giữa bún tươi, thịt heo luộc, tôm luộc bóc vỏ và rau sống khi ăn chấm cùng nước tương hoặc nước mắm nêm. Gỏi cuốn được sử dụng như một món ăn khai vị với sự tươi sống của rau. Cắn một miếng gỏi cuốn, cảm nhận vị dai của bánh tráng, vị béo đậm của thịt ba chỉ trộn lẫn với vị ngọt của tôm luộc, thêm một chút mặn mà của nước chấm, cái mát lạnh cay nồng nơi đầu lưỡi của rau sống. Bánh tráng là nguyên liệu không thể thiếu trong món gỏi cuốn, là cái bao ngoài để gói các nguyên liệu bên trong của món gỏi cuốn. Một màu trắng mỏng ẩn hiện bên trong là những nguyên liệu khác, góp phần làm cho món gỏi cuốn thêm phần hấp dẫn. Thịt ba chỉ và tôm là hai nguyên liệu chủ yếu của món gỏi cuốn Nam Bộ. Thịt heo chọn miếng vừa có nạc vừa có mỡ, luộc vừa chín tới, vớt ra tráng lại nước lạnh. Tôm mà chọn tôm tươi, đem luộc, bóc vỏ, tôm ngọt màu đỏ gạch tạo nên món gỏi cuốn có màu sắc hết sức ấn tượng. Rau sống là gia vị hấp dẫn cho món gỏi cuốn. Các loại rau sống phổ biến nhất là xà lách, giáp cá, rau thơm, hẹ, tất cả được cho cùng với thịt ba chỉ, tôm luộc và không thể thiếu một chút bún tươi. Gỏi cuốn ngon một phần do nước chấm quyết định. Những chiếc gỏi cuốn trắng trong ánh lên màu xanh của lá hẹ, màu đỏ của tôm luộc, màu trắng của bún, trông vừa ngon lại vừa mát mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy nhấn đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!